Xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Túc đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Xin chào. Trước tiên mời ông Nguyễn Túc cùng quý thính giả nghe một số con số ấn tượng về người dân hiến đất vàng mở đường ở quận 3. Chủ trương hiến đất mở hẻm ở quận 3 được phát động từ năm 2015. Đến nay đã mở rộng được 33 tuyến hẻm từ đất người dân hiến tặng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, quận 3 mở rộng được 10 hẻm. Số hộ tham gia hiến đất là gần 1.200 hộ, với tổng diện tích đất hiến hơn 9.300 m², tương ứng 445 tỷ đồng. Thưa vị khách mời ạ, khi nghe thông tin này, hẳn là ông có nhiều cảm xúc chưa ạ? Hết sức xúc động, việc làm của bà con sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để lo cho có một cái cuộc sống văn minh, hạnh phúc, thì là một cái điều làm cho nhân dân ở các địa phương khác hết sức khâm phục. Và đây cũng là một cái gương để rất nhiều người noi theo, đặc biệt trong cái tình hình khi mà tất đất tất vàng đã dẫn đến những chuyện rất đau lòng, như anh em chém giết nhau, bố con bất hòa. Và chúng ta cùng nghe ý kiến một số người dân hiến đất mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận được trong sáng nay ạ. Hiến đất mở đường thì chủ trương nhà nước mình chấp hành, vừa đẹp và vừa thông thoáng cho xe cộ đi qua lại được. Ai cũng nói là năm nay Tết ăn Tết lớn. Hồi đầu thì phản đối dữ lắm, tại vì nhà cửa đang ở bình thường. Rồi cái bây giờ hiến đất đâu, đập đồ rồi dòm vô, cái thấy nó đẹp quá, phải. Thấy chủ trương nhà nước rất là đứng đắn, thành ra tụi này tự nguyện làm hết. Mà nó là một tiền tốt cho cả thành phố, bởi vì mở rộng hẻm thì nó lợi được, thứ nhất là lợi cho mình và có đường xá, có cái đường nó rộng thì nó thoáng mát hơn, và thứ hai là cũng an toàn cho mình khi mà có xảy ra sự cố hỏa hoạn gì thì xe chữa cháy rồi các vật dụng chữa cháy ở nhà trong hẻm thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Vừa rồi là một số ý kiến của người dân hiến đất. Họ cho biết là đất thì ai cũng quý, tuy có tiếc đất thật nhưng mà hiến đất thì hẻm được thoáng, phương tiện đi lại được thuận tiện, an ninh được đảm bảo, ngõ xóm được khang trang. Thưa ông, lời chia sẻ này của người dân đã nói lên cái điều gì ạ? Sự việc hiến đất đó dẫn ra ở trong cái bối cảnh mà chuyện xảy ra ở Thủ Thiêm đã làm cho cả nước cũng đau lòng. Cũng là đất, nhưng mà nếu mà cái chủ trương đường lối chính sách của thành ủy không đúng, thực hiện không tốt, thì nó dẫn đến vấn đề bất hòa, thậm chí đi đến tranh chấp gay gắt. Nhưng mà có chủ trương chính sách đúng thì rất sẵn sàng ủng hộ, vì lợi ích không phải chỉ của riêng họ mà vì lợi ích chung, đặc biệt khi chúng ta đang tiến hành cuộc vận động là nông thôn mới và đô thị văn minh, thì cái việc làm vừa rồi cho chúng ta thấy cái điều mà Bác Hồ khi mới giành được chính quyền Bác nhắc là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ đói chỉ sợ lòng dân không yên. Thành ở đây có chủ trương của thành ủy hợp lòng dân, và chính vì hợp lòng dân đó thành nó dẫn đến bà con sẵn sàng vì lợi ích chung mà đoàn kết giúp nhau mở rộng đường giao thông. Tôi cho rằng đây là một cái việc làm thể hiện rõ cái phong cách của người Nam Bộ, tức là sẵn sàng đi trước về sau trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, cũng như sẵn sàng đi tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh. Ở đây thì cũng phải kể đến công sức của chính quyền và các tổ chức đoàn thể của quận 3 khi mà kiên trì cả chục năm trời đi thuyết phục, vận động từng hộ dân để mà có kết quả ngoài mong đợi như vậy, thưa ông. Đúng quá. Một cái cuộc vận động của chúng ta ấy, không phải là một sớm một chiều có ngay được, mà đây là một sự kiên trì dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, mặt trận, các tổ chức thành viên của mặt trận, đặc biệt là những đồng chí cán bộ ở cái địa bàn dân cư, mà tôi được biết là đa phần là những cái đồng chí cán bộ về hưu và hiện nay đang làm ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư, có rất nhiều kinh nghiệm, và bản thân các đồng chí cũng là một cái gương sáng để nói dân theo. Vậy thì theo ông, thành công này ở quận 3 cho chính quyền nhiều cấp bài học nào về công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay ạ? Đó là bài học kiên trì vận động dân theo phương châm sát dân, gần dân, hiểu dân và tức học của dân. Và thứ ba, những cái gì mà dân tức là đề xuất ra hợp lý thì chúng ta phải chấp nhận. Chỉ trên cơ sở chúng ta hiểu dân, hiểu được nguyện vọng của dân và đáp ứng được nguyện vọng đó thì dứt khoát chúng ta sẽ thành công.
Đáng tiếc là trong cái thời gian vừa qua thì không ít nơi dân vận không chỉ là không khéo, thậm chí còn hình thức mà gây ra những các cái vụ việc rất là đáng tiếc khi mà không có cái công tác dân vận được thường xuyên. Đúng như vậy, vì trong cái thời gian vừa qua không ít anh em làm công tác dân vận không thiết tha với công việc dân vận, và hai là không dám tự khẳng định mình mà thường nghe theo ý kiến của cấp ủy, mà một số nơi thì cấp ủy lại làm không đúng chức năng nhiệm vụ của mình và không có cái thực hiện được cái nguyên tắc tập trung dân chủ, thành dẫn đến công tác dân vận ở một số nơi kém, dẫn đến tình hình tất cả mâu thuẫn trong nội bộ của cấp ủy nó triển khai ra mâu thuẫn trong nhân dân. Thành ra tôi nghĩ rằng nhân cái dịp kỷ niệm 70 năm sắp tới mà Ban Dân vận Trung ương tổ chức để học theo kiểm điểm làm theo điều Bác Hồ viết, chắc rằng chúng ta sẽ có những cái bài học đích đáng hơn để chúng ta làm dân vận ngày càng tốt hơn. Trở lại với câu chuyện hàng trăm người dân quận 3 hiến hàng nghìn mét vuông đất vàng để mở đường, mở hẻm, nó cho thấy cái tốt sự tử tế luôn hiển hiện xung quanh cuộc sống chúng ta. Vấn đề đặt ra là làm sao để khơi gợi lòng trắc ẩn, sự tử tế trong mỗi con người để mà sự tử tế đó được lan tỏa và nhân lên, thưa ông. Đúng như vậy, dân ta có một tinh thần yêu nước cực kỳ tốt. Có những lúc mà trong nội bộ có những bất hòa, nhưng mà trước giặc ngoại xâm thì dân ta sẵn sàng dẹp lại để tập trung sức cho cái cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Trong cái cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay cũng thế, không hiếm những cái gương sáng và vì lợi ích chung sẵn sàng dẹp cái riêng đi để cái chung đó được thực hiện và được sáng tỏa. Tôi nghĩ rằng nếu mà đảng ta, đặc biệt là những đồng chí có chức có quyền mà đặt cái lợi ích chung lên trên hết, đặt cái lợi ích của dân tộc là cao hơn hết, thì chắc rằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ có bước phát triển nhanh hơn nữa. Đấy là cái điều mà tôi cho rằng chắc chắn. Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Túc, Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phần bàn luận vừa rồi.